Chị Bự. Dạ. Chị nhớ gì chưa? Chưa. Hôm trước em đưa chị đi học vẽ rồi. Nên là hôm nay em sẽ có một bài kiểm tra luận cái tư duy vẽ của chị xem đến đâu rồi, xem có được một điểm như ngày xưa nữa không. Chết rồi các bạn ơi, hôm trước là mình đi học lý thuyết nhưng mà quên không học bài thôi. Không biết, không quan trọng là học bài hay chưa học bài. Bây giờ chị phải vào luôn con game này để thực hành cho em. Rồi, trước khi đi các bạn nên làm gì đã? Nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Chị Bơ mà không hoàn thành em mình sẽ phạt chị Bơ anh em ạ. Rồi đi thôi. Rồi chị Bơ, đây sẽ là phần thi của chị ngày hôm nay. Chị thấy gì không? Một bạn nam đang thế nào đây? Đang đứng nhún nhảy. Ui giời, nhún nhảy cái gì? Bạn này đang buồn tè. Chị cần phải giúp bạn này đi tè. Buồn tè thì đi tè đi, còn bắt chị đưa đi tè làm cái gì? Không, không có nhà vệ sinh thì mới cần chị giúp chứ chị Bơ. Thế bây giờ là vẽ nhà vệ sinh. Rồi, bây giờ chị vào đã, vào mới biết được. Chúng ta cần lên làm gì? Vào. Rồi đây, ui, không những một bạn nam mà một bạn nữ luôn. Vào, bây giờ vẽ cái gì đây chị Bơ? Vẽ đường đi vào nhà vệ sinh. Ok, bạn nam đi thẳng hay đi chéo? Mình đi thẳng. Ok, bạn nam đi thẳng, bạn nữ đi cũng đi thẳng. Có hai cửa nhà vệ sinh đây đúng không? Chúng ta chỉ cần đi thẳng là vào. Nhìn cái nhà phòng nhà vệ sinh là biết. Ôi giời, đi tè đấy, thích nhau rồi này, được tè rồi, có cái sự kim mini bồn cầu ở đây rồi, khoái quá. Chưa mẹ, ui dễ, cái này không phải học, không phải học quá. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Rồi bây giờ là, đây cánh cửa của bạn nữ bên trái, bạn nam bên phải, mà hiện tại bạn nam đang đứng bên trái và bạn nữ đứng bên phải, thì chúng ta cần phải làm gì? Thế thì bạn nam phải ở cái bên màu xanh, còn bạn nữ ở bên màu đỏ. Đúng rồi, thì vẽ như nào? Thì vẽ dấu x. Dấu x à? Thế bạn nữ màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Bạn nữ màu đỏ là bạn nam màu xanh. Đúng rồi. Ok. Úi dồi ôi, không được, không được, sai rồi, sai rồi. Thế sao tự nhiên đi lên đây để đánh có nhau? Nghĩa là hai người mà va chạm với nhau thì đánh nhau luôn, bởi vì người lão buồn tè bây giờ tao đi trước hay mày đi trước, đúng không? Thế phải đánh nhau. Bây giờ là phải đi đường vòng. Nào bây giờ chị nghĩ đây, tư duy đây. Đi đường vòng thì có tư duy gì nữa? Đường vòng như nào chứ, gì phải chỉ em mới vẽ được chứ. Vòng qua cái bạn nam này đi. Ok, bạn lư vòng qua bạn nam này đúng không? Vòng thế này đúng không? Đúng rồi, còn bạn nam đi thẳng đi. À dạ, không vòng được. Được mà. Được. Thế còn bạn nam đi thẳng đi. Ok. Ui giời ơi. Ôi giời, thế bạn nam được đi vệ sinh trước bạn nữ. Rồi, tư duy bắt đầu lên rồi nha, ok. Chứ sao? Rồi, tiếp tục. Bây giờ, một cái bồn cầu đây, ở dưới là nam, ở bên phải là nữ. Nào, chị chọn đi. Mình lên đi như nào để không được va chạm vào nhau? Chắc là bây giờ đi theo hình chữ X đi. Mày bị điên à? Đâu, chữ như này á? Không được. Đây là phần thông minh rồi. Phần gọi là sử dụng IQ rồi, không phải phần vẽ nữa đâu. Chứ tôi bảo luận tư duy mà phải có tư duy mới vẽ tranh đẹp được. Nào, nghĩ đi. Thế thì bây giờ không cho bạn nam đi vệ sinh đi, cho bạn nữ đi vệ sinh, từng người đi vệ sinh trước. Không, bây giờ hai người cùng phải đi cơ. Nào, nào có thế, hai đứa cùng một lúc vậy? Sao chị không dùng phương pháp như lúc này, chị cho bạn nam đi vòng ra đây và bạn nữ đâm thẳng phát là xong, đúng không? Sao chị không dùng phương pháp đến lúc này? Chị tưởng là mỗi phương pháp chỉ được dùng một lần. Không đâu chị ơi, phương pháp mình có thể dùng nhiều lần trong nhiều tình huống khác nhau. Quan trọng mình ứng dụng nó như nào thôi. Được rồi, màn tiếp theo. Bỏ qua luôn phần thua, phần quà em không cần. Nào bây giờ chị làm thế nào để cho bạn Lưu lên đây và bạn Lam xuống dưới? Cứ thì vẽ thôi. Vẽ theo như này á? Đúng. Xem được không? Vẽ theo cái mũi tên này á? Đúng rồi. Gặp nhau đánh nhau ngay, đánh nhau chí chóe luôn, chắc chắn với chị thế luôn. Thế giờ thì phải kiểu gì nhỉ? Chắc chắn với chị là đánh nhau chí chóe luôn. Nào. Đấy. Ô bạn kia bị giật điện chết à? Đấy, tại chị vẽ sai, bạn Nam ị đùn luôn rồi. Tại vì quãng đường của bạn Nam xa quá nên là bạn Nam buồn ị, vẫn ị đùn luôn. Đố lại em đây. Ok, chị đố em đúng không? Em sẽ dùng phương pháp nhanh nhất. Nhanh nhất có thể. Bây giờ mình phải vẽ bạn Nam trước chị ạ. Mình phải vẽ bạn Nam trước cho bạn Nam đi trước. Và bạn nữ đi sau. Vẫn thế mà đi đến kia. Không. Mình vẽ ai đi trước thì người đấy sẽ vào trước, hiểu không? À. Nó sẽ kịp cái thời gian người đi ẻ. Thế là do em may mắn thôi. Nếu mà chị mà là được sau như em thì chị cũng vẽ như em ấy. Không, tư duy chị vẫn còn non và xanh lắm. Rồi, đến màn tiếp theo. Để xem tư duy chị như nào tiếp. Ok, ui. Bây giờ không phải một hai. Người, hai người nữa mà là ba người rồi. Ui, nhà vệ sinh ở giữa này dành cho cả nam cả nữ. Sao lại dành cho cả nam cả nữ nhỉ? Thế có một ông nào đó BD à? Được rồi, cho chị chọn. Mình bây lên đi giờ nào. Là bạn Nam là đi ra bạn Nam. Bạn Nam đi ra bạn Nam, nhưng mà đi như nào mới được chứ? Đi thẳng ấy, à đi chéo. Đi chéo,
Ok, bạn nam đi chéo này. Rồi. Rồi. Bạn nữ là đi sang bên này. Đi sang bên này. Rồi. Ok. Còn bạn này thì đi ra giữa, đi vòng góc, đi vòng ra sau. Đi vòng ra đằng sau như này. Ừ. Ok. À, hợp lý. Hợp lý, nhưng mà em có cách dễ hơn cơ, đơn giản hơn. Nhưng mà không sao, mình qua vòng rồi. Ừ, cái loại đây là không biết các bạn ấy mới gọi là nói kiểu thế. Dạ, chỉ gọi là dùng phương pháp. Ôi người ơi, phương pháp chậm rãi quá. Được rồi, qua vòng rồi thì mình vượt qua. Tiếp tục ấy. Tiếp tục. Đây, bây giờ ngăn cách nhau bởi cái hàng rào này nó mới vứt đây này. Ngăn cách nhau kiểu hàng rào. Đúng rồi. Thì bạn nữ đi đường này còn bạn nam vòng xuống. À, hợp lý. Thế anh đi đường này bạn nam vòng xuống đúng không? Đơn giản nhở. Chả làm gì với nhau cả. Đúng rồi, ngăn cách nhau. Ui dồi ơi, cậu gọi là đi phê tận gọi là phận phê tận lão luôn chị ạ. Gặp nhau và tôi sợ đi, ta đen luôn. Trời ơi. Tiếp tục. Oh. Chịu quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt hỏi em ấy. Không phải chị ạ, bây giờ mình sau khi mình vượt qua nhiều màn, mình sẽ nhận được phần thưởng. Và phần thưởng của mình đây là một cái Shirky VD bồn cầu. Bồn cầu thì nhà ai mà chẳng có. Rồi, màn tiếp theo nha. Màn 7 này à, đến lượt em đúng không? Đó. Màn này như chị cảm giác khó hơn rất là nhiều đúng không? Em đi đi, em đi trước đi. Màn này khó nha. Màn này khó nha. Màn này loanh quanh nó dẫm vào nhau luôn đấy nha. Đây, em vẫy cho chị xem luôn. Cái tư duy của em gọi là đâu? Không được. Làm sao mà đi được? Né ra, đây, né ra. Nào chị tin không? Đấy. Mình chỉ cần gọi là sử dụng bộ lá của mình, nó ở mức tối thiểu cũng có thể vượt qua được cái màn đấy rồi. May mắn nha các bạn. Chị phải dùng gọi là hết mắc cái IQ của chị mới vượt qua. Quá gà. Bạn bị tin rồi. Gà có ngày hóa thành quạ mổ chết con này. Dọa nhau rồi, được rồi, màn này chị chơi đi. Chơi. Chị chơi màn này đi. Nhưng màn này có ô tô nhá. Đúng rồi, màn này có ô tô. Thì sang đường kiểu gì đấy? Mình mà sang đường chậm là ô tô đâm vào mình một cái là hẹo luôn đấy, vào viện luôn đấy, gọi bố mẹ luôn đấy. Gọi bây giờ đâm thẳng đi. À chéo chứ nhỉ. Đấy, phải chéo. Thế thì bây giờ lại chéo thôi, xem đi được không? Đây, bạn lưa chéo đúng không? Ôi trời. Rồi, bạn nam vòng đi. Bạn nam vòng nhưng mà sợ vòng này. Vào ô tô sao? Thử ý. Thử nha, xem cái tư duy của chị bơ đủ. Đây, ô tô đi rồi. Đấy, mình phải canh cái lúc ô tô đi mình mới được vẽ, chị hiểu không? Ôi, anh biết đi ô tô đi lúc nào mà canh. Ô tô đi lù lù như thế mà biết đi lúc nào mà canh, chịu chị luôn đấy. Thôi rồi, qua màn tiếp theo. Nhưng mà bảo chị vào đây là để vẽ chứ bảo chị vào đây canh ô tô mà chị biết được. Đúng đúng, hợp lý. Chịu luôn. Đây, màn này khó hơn rồi đây này. Màn này không cần phải nhìn. Nhìn theo vẽ theo cái đường mà người ta vẽ kìa. Ồ, chị vừa chơi đảo nhìn theo bê, nhưng quan trọng vẽ cái làm trước cái làm sau mới là vấn đề này này. Bạn Bạn nào trước? Bạn làm trước. Bạn nam. Ok, bạn nam trước. Hơn đấy bạn nữ đúng không? Rồi. chuẩn đấy. Cái đấy nó có chỉ dẫn rồi không tính. Nhưng mà đấy là người ta có chỉ dẫn là cái làm trước cái làm sau đâu. Nhưng mà mình chị đoán mò ấy. Cầm bàn cho con nít. Rồi. Đấy, bây giờ đến được câu này là câu của em ấy. Câu này câu của em đúng không? Chơi. Trời ơi. Trời ơi. Vướng bởi một cục đá. Thế này chỉ có một đập đá đi được rồi. Cần gì? Mình đi vòng một phát là được. Đây nha. Vòng nha, nhưng mà mình phải vòng đúng chuẩn chỉ. Nó mới gọi là không sao rồi. À, hình như đá này nó lăn xuống đây được. Đá này nó rơi xuống được chị ạ. Thế em nghĩ là đây, bên Lam thì sẽ phải vòng lên đây này. Ô, không được ấy. Đây, Lam vòng lên đây này. Nữ vòng xuống dưới. Không, nữ vòng xuống dưới bị đá lăn bẹp dí luôn. Ừ, khiếp. Đây là nữ, bây giờ phải vòng xa hơn Lam. Ôi, sao tự nhiên lại rắc rối thế nhỉ? Nào, vẫn đi đến gọi là nhà vệ sinh là được. Đúng không? Đấy, cứ phải là đường hoàng như thế. Đơn giản như thế chứ nhỉ? Tự em vẽ khó chứ. Không phải đâu. Em cho chị chơi lại màn đấy nha, cho chị xem nha. Đấy, bây giờ em lại tiếp tục nghe. Ôi, cái gì đây? Xuất hiện một con khủng long to chà bá lửa ở đây. Ví dụ là mình đi mà chậm quá nha, là bạn con khủng long này kia ra cắn một phát luôn. Nhưng mà đến vào điểm kia mà hai bạn kia mà gặp nhau và hạp đấy đánh nhau luôn. Đúng rồi. Thế là bạn nào thì cần đi trước? Em nghĩ là cho bạn nữ đi trước. Cho bạn nữ đi trước đi. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Nhưng mà bạn nữ đi trước thì con khủng long nó vù một phát thì sao? Thôi xem. Thôi được rồi. Mà bạn Lam phải vòng thật nhanh à. Rồi, khủng long, khủng long. May quá bạn lướt chạy đến kịp. Không, tí nữa hẹo. Tí nữa con khủng long nó đớp cho một phát vào mông thì hết đi vệ sinh luôn. Em thấy cái tư duy của chị nó bắt đầu hình thành lên rồi đúng không?
Nó bắt đầu gọi là có tí sỏi. Có tí sỏi à? Đây, mời cái sỏi đấy ra tay nhá. Đúng rồi. Lữ à? Nữ. Hay là mình vẽ bạn lữ kia 1x, bạn nam kia vòng ý. Bạn lữ hay 1x? Đây, bạn lữ hay 1x đúng không? Bạn nam kia vòng ý. Bạn nam kia vòng. Được không? Ồ, được luôn. Mặt phê như con tê tê. Đấy, nó phải gọi là hợp cả lý. Được đấy, tư duy ổn định rồi. Tiếp tục màn tiếp theo. Đến rồi em. Ui, màn này khó hơn rồi nhá. Màn này phải đi qua cái gì? Cái cần gạt à? Đi qua một cái cần gạt. Bây giờ bạn nam mà đi qua cần gạt trước thì có sao không? Không biết. Ô, được luôn này. Thế để cái cần gạt đấy thật vô chi. Thật đấy nhỉ? Ủa là sao? Mình cần gì cần gạt? Cái câu này thì dành cho những người gọi là IQ cực thấp. À, cái tôi nhờ. Em hiểu rồi. Bởi vì cái cần gạt, cái đường nào đi trước nó sẽ là màu xanh, đường nào đi sau là màu đỏ. Mình phải chọn đúng màu. Đúng màu chị ạ. Rồi, tiếp tục màn tiếp theo. Ai có thể mua được một cái đồ mới ở trong nhà vệ sinh của em rồi? À chưa, thiếu 10 cái skibidi nữa. Ok, thắng màn này là mình sẽ được 10 cái skibidi nữa này. Tiếp tục ấy. Ui, ba bạn rồi, hai nữ một nam. Ôi trời ơi, càng ngày nó càng loan tròn quá nhỉ. Rồi, đúng rồi. Khó nhỉ. Khó nhỉ. Nào, chị nghĩ đi. Bạn lữ này thì đi lên đây đi. Bạn lữ đâm thẳng đúng không? Ừ. Đúng rồi, đơn giản nhất bạn lữ này đâm thẳng. Bạn lữ này này đi ra đây. Cái gì? Đi vòng ra đây á? Không. À, thế xóa. À, được rồi. Đi đường này đi. Đường này á? Đúng rồi. Chéo này á? Đúng rồi. Ok. Còn bạn Lam vòng xuống lên đi. Vòng xuống lên. Đi qua bạn này hả? À. Xem được không? Tại sao chị không vòng đường này? Do nó nhanh. Đường nào cũng như nhau mà, đường này con vòng. Đây, bạn nữ không chạy kịp. Ê, đồ con gà. Sao mày ngu thế hả? Đấy, em ấy. Đây, em xử lý vụ này cho chị xem nha. Đây, em vẫn chạy như thế, em sẽ cho bạn nữ này chạy trước. Chị hiểu không? Bạn nữ ở giữa này mót lắm rồi. Chạy trước. Đây. Rồi, bạn nữ này nhá. Bạn nữ này chạy lên đây. Vẫn thế đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái trình độ. Mình cho ai chạy trước, cho ai chạy sau. Ôi giời ơi, đấy là chẳng qua chị đi trước rồi chị đi sau như em, chị vẽ được như em. Đừng có một văn, đây, bạn Lam này. Ok, đi vào đi, đi vệ sinh đi bạn ơi. Bạn chết, ôi giời ơi, ai thông minh, ai thông minh. Ôi giời, như nhau cả thôi. Em nghĩ màn này nó xứng đáng với cái giá 10 skibidi đấy. Tư duy nhá, bây giờ mình tư duy một chút này. Hay là bạn Lam cần đi trước? Không, bạn Lam bây giờ nhá, mình mà cho bạn ấy đi chậm cái là bạn đấy bĩnh ra quần luôn. Nên là em sẽ cho bạn Nam đi trước. Ừ. Đúng rồi, cho bạn Nam đi trước. Bạn đấy dễ bĩnh ra quần lắm. Ok, đường chéo chéo này nó mới lên nhanh được. Xong đến cái bạn nữ này đường xa hơn một chút. Ok. Ừ. Và bạn nữ cuối cùng này đâm thẳng lên đây là xong rồi. Rồi xem có ai bị bĩnh ra quần không? Không ai một ai bị bĩnh ra quần luôn. Đấy, cứ phải gọi là đẳng cấp luôn đấy chị ạ. Rồi em mua được một cái rồi. Đây chị, em nghĩ mình nên mua cái gì nhỉ? Mua skibidi bằng vàng. Đây. Ôi cái gì đây? Sao có một cái bia ở đây? Khăn tắm hay còn dính cái gì? Dính cà chua à? What? Thôi là tốn tiền quá, mua toàn cái ối rồi thì thôi. Rồi màn tiếp theo đi. Ui. Màn tiếp theo là có một con khủng long xanh nha. Xanh lõn chuối. Mà bây giờ nó canh gác ở giữa hai người. Bây giờ làm thế nào cho nó đi nhanh nhất có thể nào? Vòng thôi. Không, bây giờ vòng là đâm vào nhau ngay. Vòng đâm nó đâm vào nhau, mình vẽ ra. Được rồi. Một người vòng lên trên, một người vòng xuống dưới. Đây nhá, người này vòng lên trên này. Rồi em cho nữ vòng lên trên này. Nam vòng xuống dưới này. Ok, la chưa? Rồi bắt đầu chạy đi. À. Thấy chưa? Con khủng long nó cắn một phát vào mông luôn. Nó cắn một cái vào mông có mà về mách mẹ luôn nè. Ở đấy mày chạy vòng lên trên, chạy vòng xuống dưới. Nào, bây giờ cái này mới bắt đầu vận dụng cái đầu óc suy nghĩ, đầu óc thông minh nhất của đất đây này. Con hiện tại con này nó đang đi sang bên trái chị ạ. Nó đang đi sang bên trái. Cho bạn nữ kia đi vòng dưới đi. Đúng rồi, bạn nữ này cần đi bên phải. Rồi, và bạn nam này à? Thì đi đường này đi. Này nhưng mà sợ va chạm bạn nữ không nhỉ? Chắc gì đâu. Rồi mình phải vẽ là nót nha.
Ok. Ô, con này nó biết đi giật núi. À, nó chỉ dồn bạn nữ thôi. Nó sẽ dồn cái người đầu tiên. Người đầu tiên chạy trước. Thế là mình... Các bạn nào nhanh. Đây, em nghĩ lại rồi. Bạn nào chạy nhanh hơn, nó sẽ dồn bạn đầu tiên là bạn nam. Bởi mình vẽ bạn nam vòng hẳn xuống dưới này này. Vòng lên đây, rồi xong đánh lạc hướng nó đi. Mình mới bắt đầu cho bạn nữ vào. Thì cho bạn nữ luôn đi đường này luôn đi. Không, bạn nữ đi đường này là nó cắn đấy, nó cắn bạn nữ trước ấy. Thử đi. Đây, thử đây. Cho bạn nam xuống hẳn đây đi. Nó sẽ gọi là chậm rãi hơn. Rồi bạn nữ vòng ra đây. Ra đây là khác gì thì mới. Đây 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 đây. Ô, nó chỉ dồn bạn nữ thôi, nó thích bạn nữ. Nhưng mà không sao, bạn nữ em gọi là chơi trò gọi là lườm rau gắp thịt. What the hell? Đúng rồi, đúng là cái con khủng long dây sồm. Thấy nữ là khoái ra đêm mông. Chịu luôn. Rồi, màn cuối cùng. Màn cuối cùng này em nghĩ là khoai đấy, khoai chưa? Một cái mê cung ảo lòi luôn. Thế này thì biết vét kiểu dễ. Lư. Đi gặp nhau cái đánh nhau chí chóe luôn đấy chị ạ. Cho bạn nữ vòng lên. Đây, cho bạn nữ vòng lên. Nhưng mà bạn nam vòng vào sẽ đâm vào nhau. Thế thì cho bạn nữ đi vòng. Bạn nữ đi vòng đây, cho bạn nam. Không, bạn nữ đi vòng này đi. Đâu? Đi vòng này, đây, đúng không? Ơi, bạn nữ, đây là, à. Hiểu không? Em nghĩ rồi, mình cho hỏi vẽ khép lép một chút. Đây, vòng đây này, đúng không? Ôi, trời. Mình vẽ khép lép một chút chị ạ. Xong vòng xuống đây. Đấy, ôi trời, chặn đường bạn nam mất. Em định vẽ kiểu gì á? Không được, thế này chặn đường bạn nam mất. Thế thì vẽ bạn nam trước đi. Vẽ bạn nam trước à? Bạn nam lại chặn đường bạn nữ. Đây nha, em thử vẽ nó gọi là... À không được. Vẽ lòng ngoằn thêm một chút nha. Em sợ chặn đường nhau thôi. Tại vì bạn nam chưa đến nơi thì bạn nữ đã bị... Đã bị ấy rồi, đã bị bính ra quần rồi. Bây giờ em sẽ vẽ kiểu chặng đường nó dài hơn một chút cho bạn ôi nữ. Ôi giời, tự nhiên em vẽ loằng ngoằng thế thì nó. Không, chị không hiểu à. Em phải vẽ loằng ngoằng này cho bạn nam chạy đến trước. Xong bạn nữ mới được đi. Tiếp tục. Đây này, thấy chưa, loằng ngoằng chưa. Đấy, vẽ loằng ngoằng một cái là ăn được ngay cái màn cuối này luôn đi chứ. Nói nào. Chung là cũng có tí đó. Tư duy của một con người thông minh là ở đấy các bạn ạ. Mình phải gọi là tạo lợi thế cho một người đi nhanh hơn, một người đi chậm hơn. Thì mới không đâm vào nhau được. Chị hiểu chưa? Rồi, và mình cũng đã test cái tỷ số IQ của chị Bơ khi mà vẽ như thế nào rồi. Nó vẫn là một cái gọi là little một anh em ạ. Một chút IQ thôi. Một buổi thì được thế, gọi là siêu năng lực rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ về phạt chị Bơ. Rồi, và các bạn muốn hình phạt gì hãy để comment ngay ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Và trước khi về, chúng ta nên làm gì? Các bạn hãy nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Bye bye.